Nào đừng đi trước Mạnh, đi sau đi. Thế đi ra kia đi, đi ra kia Mạnh, đi ra kia đi. Nào đừng đi trước Mạnh, đi sau đi. Thế đi ra kia đi, đi ra kia Mạnh, đi ra kia đi. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ở những video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là cháu Lực cũng đã lấy gạch vào và mấy anh em thợ thì cũng đã vận chuyển gạch là từ trên đường lớn này đi xuống đến gần nhà của hai ông cháu hết rồi. Và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lấy thêm sắt sáu về để mà trong máy cho mấy anh em thợ là làm cái tời đi xuống dưới của bác ạ, làm một cái dòng dọc để mà chạy đi chạy để mà chở gạch từ cái chỗ mà mấy anh em vật liệu là tập kết vật liệu đi xuống dưới xuống đến nhà của hàng cháu. Thì hôm nay là ông thì hiện tại là đang ở nhà của bác ạ, và có Mạnh là đi cùng cháu Lực. Mạnh thì là đi cùng cháu Lực là từ tối hôm qua rồi thì Mạnh là ngủ lại với cháu Lực là một đêm rồi. Thế hôm qua Mạnh ngủ với chú thì cùng ngủ với ông thì có nhớ ông không? Nhớ ông không? Nhớ. Nhớ à? Thế khoanh tay chào các bà nào. Con chào các ông các bà. Thế tối hôm nay Mạnh còn đi cùng ở với chú không? Ừ. Đi á? Thế có ngủ với chú được không? Được. Được à? Phải nói là thưa các bác ạ, khi mà cháu Lực đi xuống cái nhà của ông ấy, thì là ông có chia sẻ với cháu Lực rằng là ông không bao giờ ngủ ngoài cả. Thế không bao giờ ngủ ngoài một đêm cả. Đêm hôm qua thì là đêm đầu tiên mà Mạnh ngủ với cháu Lực. Có lẽ là trong thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực xuống rất là nhiều đấy, thành ra là Mạnh cũng như kiểu là trẻ con của bác, nó rất là tin tưởng cái người nào thì nó mới đi cùng cái người đấy. Thế một tí nữa thì lại để ông ở nhà một mình à? Không. Lại để ông ở nhà một mình hả? Phải không? Phải. Thế nhưng mà đi thế thì ông ở nhà một mình có buồn không? Nào nhìn lên đây nào, nhìn lên đấy, nhìn lên đây nói chuyện. Thế đi như thế thì ông ở nhà một mình buồn thì sao? Ông có buồn không? Không. Không buồn đâu á. Thưa các bác, hôm qua thì cháu Lực cũng đã nói với ông rồi rằng là nếu mà tối hôm qua Mạnh khóc thì cháu Lực sẽ đưa ông về. Thế nhưng mà Mạnh là không khóc, là còn đòi đi về nữa cơ, là còn đòi đi nữa. Để một tí gọi là ban ngày thì cũng đi theo cháu Lực để mà đi vào những hoàn cảnh khác, đi xuống cái nhà của hai ông cháu thì tiếp tục là đi tiếp tục là cùng cháu Lực xuống. Anh thợ thì vừa rồi cháu Lực điện đấy các bác ạ, là anh không có ở nhà rồi. Thành ra là không có ai để mà cùng cháu Lực để vận chuyển đây từ đây đi xuống dưới. Thì tính ra là cái này thì cháu Lực cũng chỉ là gọi là tất cả mọi vật liệu mọi cái thì cháu Lực đều là lấy ra tập kết hết là ở bên kia. Rồi còn công việc còn lại là mấy anh em thợ sẽ chở. Thế còn sắt này thì bây giờ lấy ra để kia thì sẽ mất. Thì cháu Lực sẽ khuân đi xuống cái nhà của anh thợ nào mà để mà tạm. Xong là ngày mai anh thợ dùng đến thì anh thợ sẽ tự biết mà chở xuống. Mạnh thì bé quá. Mạnh ơi, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, kéo kia hộ chú. Ra đây, kéo tấm kia ra hộ chú. Kéo ra. Nào, xem nào. Đấy, được rồi, ui. Có đau không? Không đau à? Sắt này thì cháu Lực lấy, trước mắt là cháu Lực lấy vào là 60 cân trước đó cô bác ạ. Sau này thì mấy anh em thợ gọi là cần đến trước thì cháu Lực mới lấy vào thôi, chứ còn là cháu Lực cũng chưa tính nào gọi là lấy vào bây giờ đâu. Mày không đi à? Đi ra đây, đi thôi hả? Mày nè đúng không ạ? Phải chứ, đứng chứ mà nhanh nhá, không tí đâu, lâu mới về ấy, phải đây là tí. Mày là sợ là không cho đi cô bác ạ. Thank you.
Có mà anh về chưa? À có, anh thợ về không? Anh thợ không ở đâu nhỉ? Đấy, ngã rồi. Bây giờ nếu mà thảo thì đúng là bay luôn cái máy quay luôn đấy các bạn ạ. Nào đừng đi trước mạnh, đi sau đi. Thế đi ra kia đi, đi ra kia mạnh, đi ra kia đi. Ui. Nhà của anh phòng là ở nhà bên này các bác ạ, còn nhà một anh thợ là ở bên này. Còn là chú toán thì nhà chú toán ở dưới kia. Đi ra mạnh nha. Nhà anh phòng có con chó rất là to. Có lẽ là cháu được sẽ gửi ở ngoài đấy. Không dám vào trong ấy, vào trong là có chó đó. Đợi chú đã mạnh, đợi đã. Đi vào. Hôm qua thì lên trên thì lại sắm thêm cho là quần áo. Nào đi. Sang năm thì mạnh là đi vào lớp 1 rồi các bác. Đi vào lớp 1 thì là mạnh sẽ học ở cái trường mà gần cái chỗ cháu Lực đang trọ kia kìa. Hay là mình nó đi học ở với chú không? Hả? Đi học ở với chú không? Ở á? Hôm nọ đi hỏi là không ở đâu các bác ạ, bây giờ thì hỏi là ở đấy. Thầy cũng được sự đồng ý của ông rồi, cho nên là Mạnh mới lên ở cùng với cháu Lực. Vừa rồi thì đi vào nhà của anh thợ ấy là không có ai ở nhà cả. Cất xe đấy, một xe đó. Vừa rồi mưa nhiều quá các bác ạ. Chỗ kia có một chỗ bị sạt là cháu Lực còn sợ rằng là bây giờ ô tô không có vào được nữa. Nếu mà xe không thì ô tô vào được, nhưng mà lỡ sợ rằng là nó chở theo xi với sắt thì nặng quá thì nha, nó không vào được. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng xem tin tức dự báo thời tiết ấy, thấy bảo là đêm hôm nay là sẽ là một cái cơn có một cơn báo nữa là tới. Mày đi xe, biết đi xe không? Không. Hả? Thế ngồi trước hay ngồi sau? Ngồi trước nhá. Đây cho ngồi trước. Rồi. Năm sau chắc là cho đi học là cho ở gần nhà, ở với cháu Lực luôn, cô bác ạ, Mạnh ấy. Cái gì đấy? Hả? Bây giờ thì gạch cũng đi xuống dưới rồi các bác, nếu mà để mà chở bây giờ lấy thêm vật liệu vào thì được rồi đấy, nhưng mà đợi mấy anh thợ là chuyển hết cái chỗ mà cái chỗ gạch từ chỗ để mà để tập kết vật liệu ở dưới kia đấy, để mà đi vào nền nhà hết đã rồi cháu Lực xem lấy vật liệu vào. Bây giờ thì sẽ lấy thêm vật liệu vào, cháu sẽ lấy thêm là gọi là từng cái vật liệu một. Anh Phòng ở đâu rồi? Đang lán à? Anh vừa để sắt ở chỗ lán ở bên kia đấy nhá. Tối bên bài Phòng là ngày mai là trở xuống nhá. Ý xả. Có sợ không anh? Có sợ không? Hả? À? Ý. Có sợ không? Sợ. Sợ á? Không sợ đâu mà. Chú đi xe tay lái luộc rồi sợ đâu mà. Không nhìn thấy à? Nhà mày ở tít đâu? Nhà mày ở tận đâu? Kì. Chỉ xem nào, ở tận chỗ nào biết không? Dưới. Dưới kia à?
Bây giờ thì nếu mà để mà thay đổi về cái tương lai của Mạnh đấy các bác ạ, không phải là làm nhà ở gần mặt đường lớn là thay đổi tương lai đâu, mà tương lai ở đây thì thế là cái sự cố gắng của em, và để mà em ấy đi học đến các nơi đến chốn thì đó mới là cái tương lai của Mạnh được. Bây giờ thì làm nhà cho hai ông cháu xong thì có thể là cho Mạnh đi học, còn ông thì lại sẽ là nhà để mà làm nương làm ruộng này, xong mà kèm theo đó thì nếu mà sau khi mà hoàn thiện nhà đấy được các cô bác các chị yêu quý là gửi cho thêm một hai con vật nuôi lợn hay là gà hay là dê thì ông sẽ có chỗ là chăn thả hơn, thì như thế thì nó mới đỡ gọi là ông là không phải đi lại nhiều. Ví dụ như các bác cũng đã nói rồi, thực sự ra thì kiếm được nhà ở mặt đường các bác để mà tiện, chỉ là tiện vật liệu thôi, rất là tiện vật liệu đấy. Nhưng mà ở đây thì người ta bảo là sống ông sống đông thì ông ở đấy, bây giờ ông lại bên kia sáng ở trên, xong là trưa về ăn cơm, xong là tối lại về ăn cơm. Buổi sáng thì cho Mạnh đi nấu ăn sáng thôi, cho Mạnh đi học. Xong thì đến cho Mạnh đi học xong thì ông lại bắt đầu là cốc bộ, lội bộ là từ trên đường lớn nha, đi xuống dưới lán bên kia để mà chăn trâu, mọi chăn bò hay là chăn trâu hay là làm ruộng mọi cái. Thì đến tầm độ 10 giờ, tầm 11 giờ đi, ông lại lội bộ từ trên này, từ đây đi xuống, từ đây lên trên nhà mới, từ đây lên trên đường lớn bên kia để mà ăn cơm xong lại xuống. Thành ra là như vậy nó sẽ khiến ông là vất vả hơn đúng không các bác ạ. Ông thì năm nay thì có thể là được gần 60 là ông vẫn còn là sức khỏe, nhưng mà sau khi mà đến tầm Mạnh được tầm 15 hay là 20 tuổi thì là tức quả đó. Thì đến lúc đấy ông hai con xe là phải tránh nhau. Thế tôi mày nó bị có toàn bàn Giang đi đâu ấy? Đi chơi à? Con của anh con của chú Toán. Thầy quay trở lại câu chuyện mà nói ông đúng không á? Còn nếu mà như độ tầm 20 năm nữa sức khỏe ông yếu đi rồi thì ông không có đi được lại được như thế đâu các bác ạ. Đi học sau năm đi học lớp 1 là phải học thật giỏi mày nhá. Vậy nhớ chưa? Vâng. Rồi. Hát bài thế nào? Hát được không? Hôm qua đi với cháu được một hôm là ngủ một hôm là cho đi ngủ đúng là giờ rất vì cũng ngủ đó, không là bật điện thoại lên cho học đánh vần a ớ đi, học a ớ đi nói lưu loát lắm. Thực ra ông thì là ở dưới nhà thì ông có thể chỉ gọi là lo lắng được cho bé Mạnh là đủ ăn thôi, còn là ví dụ như để mà dạy kèm cho Mạnh ấy, là ông điều đấy là ông không làm được không ạ. Chính bản thân của ông là ông không có biết chữ rồi thì ông không có cái gì để mà dạy nữa. Đất này thì cũng không phải là đất của nhà hai ông cháu đâu các bác ạ. Đất này là đất cũng để mà mượn thôi. Đấy, nhưng mà rất là may là hàng xóm cũng cho mượn, là mượn để mà mình tập kết vật liệu ở đây. Nếu mà không cho mượn để tập kết vật liệu là phải chở hết bao nào là đi xuống cái bà đấy luôn. Còn vừa rồi sắt đây các bác ạ, thì các bác là yên tâm rằng là sắt là để trên nhà mấy anh em thợ là không bị mất đâu các bác nhé. Một khi mà đã giao cho mấy anh em thợ rồi thì mất thì mấy anh em thợ sẽ chịu trách nhiệm với cháu Lực. Và trong hợp đồng thì cũng đã đều là ghi như thế hết rồi. Sắt này thì từ đây gạch người cô bác ạ, từ đây đi thì sẽ lấy tời đi xuống dưới cô bác nhé. Tời từ đây này phải nói là rất là cao đấy cô bác ạ, độ mà tời của nó ấy.
đi từ từ mạnh nhá. À, xuống dưới lại rồi. Đi trông như cán bộ ấy nhỉ. Mấy đứa là đi học là nếu mà không có ở trong trường các bác ạ, là một tuần là bé Mạnh sẽ chỉ về nhà một lần thôi. Không biết là sau khi mà Mạnh đi học ấy, thì ông sẽ tính phương án nào để cho Mạnh ở trong trường hay là như thế nào nữa. Nếu mà như cảm thấy là Mạnh là ở được các bác thì sẽ cho ở với cháu Lực luôn. Buổi sáng thì dậy là nấu ăn sáng không là đưa Mạnh đi học. Xong là đến buổi trưa thì lại đón về. Nhưng mà có hôm, cô bác có hôm thì công việc nó đột xuất ấy, thành ra là không thể làm được những cái điều đấy. Đi xem tổ ong à? Ra đây thì cứ ngóng tổ ong thôi. Như ở trong trường thì sẽ, nếu mà ở đi học ấy, ở trong bán chú ấy, thì ăn ở là sẽ tại đấy luôn. Buổi sáng thì sẽ có người nấu cơm cho ông, chỉ việc đi học thôi. Đi học về thì lại có người là nấu cơm là đợi rồi. Đi cẩn thận Mạnh nhá. Được chưa? Mạnh. Hôm qua chú dạy nói như nào không quên rồi hả? Nói là phải trả lời chứ. Bây giờ đôi khi mà không có dạy bảo ấy cô bác thì chiều chuộng quá, thành ra là sau này sẽ khiến bé Mạnh là trở thành một con người khác. Đây, cái cung đường mà đi học này cô bác này đã gắn liền với lại hai ông cháu là một khoảng thời gian rất là dài đấy cô bác. Một cậu bé mà 5 tuổi thôi đấy, nhưng mà những bước chân của em thì phải nói là cực kỳ là chắc chắn. Thời gian vừa rồi thì là bé đi học là chưa có đeo cặp sách hay là vở gì cả. Sang tầm độ thêm vài tháng nữa thôi, bắt đầu vào học lớp 1 đã bắt đầu có sách này, có vở này, có bút này, có đầy đủ mọi cái. Không biết là ông có ở nhà không ấy. Hôm qua thì khi mà Mạnh lên ấy thì ông cũng rất là lo, là sợ rằng là Mạnh ngủ không có được, tại vì là chưa bao giờ ngủ với ai một lần nào các bác ạ. Đi có đi không? Đi đâu ấy hả? Đi đường kia sao các bác ạ? Chỉ có một đường xuống sao? Đây có một con đường này, như là đi xuống này. Làm gì đấy nhỉ? Làm gì đấy? À không phải các bác ạ, ở đây có cái cây quả sung này. Ở đây có một cây quả sung này. À nhìn này. Quả gì ấy mày? Hả? Quả gì đây? Không biết là ai dạy của bác này. Mạnh là bị cái này là bị như kiểu là bị hắc lào này, là không biết là ra đây này hái cái lá này để bôi. Đây chú xem nào, không phải là ra đây lấy quả sung đâu các bác ạ, ra đây lấy cái nhựa này để mà bôi cho nó khỏi. Ai dạy mạnh ấy? Ông dạy à? Ông dạy Mạnh là ra đây à? Hôm nay là đi với cháu Lực, là hôm nay đi thì các bác ạ, bôi thuốc là bôi thuốc nam, thành ra là bôi thuốc tay. Hãy được rồi, đi thôi. Mạnh là bị ở đây là bị hắc lào các bác ạ. Cũng gần khỏi rồi. Không phải cháu được cũng mua thuốc cho thì xong rồi gần khỏi rồi. Nó cứ tưởng là ra đây là lấy quạt sung này. Đi. Đây mới có 5 tuổi thôi đã gặp như kiểu hắc lào như này này các bác này, thì đã biết là đi kiếm thuốc để mà đi tự chữa rồi. Có vẻ là một ngày là không gặp thấy là không thấy Mạnh.
còn đánh nữa chứ. Ông ở nhà không mày ơi? Hả? Ông ở nhà không? Ông đi đâu rồi? Đi ra kia xem ông ở kia. Ông ấy chắc là đi đâu sao rồi, có bác thấy là gấp mà à, chân màn gọn gàng quá. Xem là ông có ra kia cho lợn không? Rửa tay đó mẹ ơi. Rửa tay không? Đây chú rửa ra, ngồi xuống. Ngồi xuống. Hôm qua là ai tắm cho? Hôm qua có phải anh Nhân tắm cho không? Hả? Hôm qua là mà em quay phim là tắm cho mày. Bây giờ lấy được lồng rồi, bây giờ lấy được lồng cả em quay phim rồi. Đi. Đi ra kia xem ông có kia không? Dê ơi! Dê sói ơi! Đi xuống dưới đi. Đi xuống dưới, quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại, quay lại, đi xuống dưới. Đi ra đường kia, đi ra đường kia, đường này không xuống đâu, đi ra đường kia. Đi ra đường kia. Bảo là đi ra đường kia của bác ạ, à. Nhưng con đường này chứ còn xuống được này chứ. Xem ông có lấy cỏ bên kia không? Đi. Hai con lợn gầy như lợn rừng ấy. Ăn gọi là thức ăn thì cũng ăn nguyên cái rau dại thôi. Cũng chẳng có ngô cỏ gì cả. Ôi dồi ôi. Tô gà lại bẻ hết rồi. Mày mai chắc là ở nhà trông gà lắm à. Đi ra kia xem nào. Năm nay thì khi mà máy anh thợ vào đấy, máy anh thợ cũng có chia sẻ rằng là chưa bao giờ thấy vụ lúa nào của ông là tốt bằng vụ này đâu. Vụ năm nay thì rất là cảm ơn cô chú Sang Phương. Đi xem ông có ở dưới suối kia không? Ừ, đâu. Đâu. Thấy. Hai ông cháu thì ở một cái nơi mà không điện đóm gì cả. Thấy đâu. Ông có dậy không? Đi thuyền mạnh nhá. À, chú bác, chú này thì là hai ông cháu là gieo mạ này các bác này, chuẩn bị cho cái mùa vụ mới thôi. Vừa rồi thì có đi xuống dưới không mà không có thấy ông gì cả các bác ạ. Có lẽ là giờ này là ông đi đâu để lấy cỏ rồi. Thời tiết vào cái thời điểm hiện tại này các bác ạ, rất là oi, mặc dù là bây giờ đã tầm độ là 5 giờ chiều rồi. Còn cát của máy em thợ là bao giờ máy em thợ là dùng hết chỗ này các bác này. Thì giờ máy em thợ sẽ lại tiếp tục là lấy thêm mày hỏi chó xem nào, ông đi đâu rồi? Mày nào, không đánh nó, cho nó cắn rồi. Phải nói là trong lúc mà chuẩn bị đào nền đấy các bác này, nhìn là ngôi nhà rất là rộng. Đợt là khí trên nhà của em Sử như thế, đang làm móng ấy, nhìn rất là rộng. Nhưng mà sau khi mà hoàn thiện, lắp gạch mọi cái rồi, thì nhìn ngôi nhà là cực kỳ là rộng rãi luôn. Ở đây thì mặc dù là ngôi nhà này của bác này bây giờ thì hiện tại là chỉ có hai ông cháu thôi, nhưng mà cháu được vẫn thiết kế rằng là có
sẽ làm là hai cái phòng ngủ, một cái phòng là bên này, một cái phòng là ở phía bên này là các bác này. Thì thời gian vừa rồi thì cháu Đức cũng đã lộ cái bản vé rồi, thì các bác cũng đã khá biết rồi. Bây giờ thì sẽ có lẽ là ở đây là đợi ông đã. Bây giờ ở đây đợi ông thôi nhỉ? Đâu? Đâu? Nào cho chú xem tay nào. Chú xem tay bên kia nào, ra đây nào. Chú xem tay nào. Còn ngứa không? Hả? Hôm nọ thì là bị nhiều hơn các bác ạ. Đến hôm nay thì là đỡ hơn rất là nhiều rồi. Ai dạy Mạnh để đi lấy thuốc ấy? Ông à? Ông bảo là Mạnh tự đi lấy bôi à? Đấy, chỉ cần ông bảo một lần thôi là biết là tự đi lấy rồi. Nói là nếu như các bác theo dõi được từ những thức phim đầu tiên ấy, khi mà chưa được các bác gửi quần áo cho này kia này, chứ nó siếc nữa, thì nhìn Mạnh là nhìn rất là đen luôn các bác. Bây giờ thì nhìn là khác hẳn luôn. Hầu như là ai ai cũng thế. Các em xử em Hải cũng thế, mà cả em Quân cũng thế. Hay là những hoàn cảnh khác của cháu Lực em đi chia sẻ đấy. Thời gian đầu thì khi mà đi gặp đấy, các em nhìn các em rất là khổ và rất là tội đấy. Nhưng mà sau khi được các bác giúp đỡ ấy, thì cháu Lực cũng xuống nhiều nữa. Thành ra là nói chuyện với các em là nhiều, cũng khuyên các em này kia, thì các em cũng biết cách là thứ nhất là cách ăn mặc, và thứ hai thì cách nói chuyện của các em là cũng nó dễ nghe hơn. Phải nói, phải công nhận một điều các bác, không phải là cháu Lực chê đâu. Hầu như là các bạn ở trên vùng cao thì đa số các bác nói chuyện thì sẽ không có chủ ngữ vị ngữ, không có đầu có đuôi gì cả, không có đầu có đuôi gì cả, nói đúng ở giữa luôn. Ví dụ như từ bảo cảm ơn, không có từ em cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn thôi, là cảm ơn thôi, là từ từ đấy thôi. Đi lên trên nhà Quyết hỏi xem là ông đi đâu nhỉ? Đi không? Không. Hả? Thế mẹ ở đây nhá, chú đi nhá, nhá, mẹ ở đây nhá. Thank you.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mày làm gì đấy mày ơi? Hả? Đừng có nghịch bật lửa nhá. Vừa rồi là lên trên nhà của Quyết đấy cô bác, thì có hỏi rằng là đừng nghịch lửa. Vừa rồi lên trên nhà của Quyết đấy thì hỏi ông đi ăn, ông đi ra bên kia để lấy rau lợn rồi cô bác, là không có ở nhà. Điện thoại cho ông thì ông không nghe máy. Vừa rồi Mạnh ở nhà làm gì? Hả? Ở nhà chơi thôi à? Chơi cái gì? Chơi cái gì sao chân tay ướt đấy? Hả? Quần áo ướt hết rồi. Tắm à? Không. Làm gì đấy? Bác. Cái gì bác? Rửa bát á? Rửa bát ở đâu? Rửa bát ở đâu? Cho chú xem nào. Rửa đâu? Đi xem. Rửa bát ở đâu? Rửa đâu đi? Thế bảo là thấy vừa Mạnh ở nhà bảo là đi rửa bát đấy không? Không biết là rửa ở đâu? Rửa ở đâu? Đâu? À, thế là Mạnh là hộ ông rửa bát đây à? À, có lẽ là ông là ăn cơm xong rồi chưa rửa bát. Làm gì đây? Như kiểu đang bức xúc cái gì? Có rửa bát không ấy mà Mạnh? Không có á? Thế không có thì không rửa nữa. Không có thì không rửa nữa, để mai chú mới rửa bát xong rửa sau nhá. Nhá. Cái này sạch chưa? Sạch chưa? Hả? Xem là sạch chưa? Sạch chưa? Chưa sạch á? Cái này ra đâu? Cái này thì cái bát này là bát từ thời xa xưa rồi cô bác này. Hôm nọ thì cũng có mua cho ông là cái bát mới đấy. Cái bát mới thì ông vẫn cứ dùng. Đấy. Hôm qua chắc là mấy anh em thợ là ra đem cương sao ấy. Cái kia rửa xong rồi thì để đấy nhá. Chú xem nào. Có lấy rẻ để rửa không đấy? Nhưng mà giờ bát ông có để ở đây không? Hết rồi giờ bát rồi à Mạnh? Không. Hết rồi à? Không. À, thế mai để mai xuống chú rửa sau. Đấy, hiện tại là ông đang đi lấy cây chuối về để mà làm rau lợn rồi các bác ạ. Có lẽ là hết rồi. Ông bảo là một tí nữa thì ông mới về. Cái công việc cái tiến triển mà nhà ông cháu, hai ông cháu như thế nào thì cháu Lực sẽ tiếp tục là cập nhật sau cô bác nhé. Mỗi lần cháu Lực lấy cái gì vào ấy, thì cháu Lực đều ghi hình lại và sẽ có là một số những cái thí dụ như là một số gì đó thì khi mà thợ người ta anh vận chuyển vật liệu anh ấy trở vào thì nhá là cháu Lực không có xuống mà ghi hình được thì sẽ không có ghi hình, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm để tránh trường hợp là sau này các bác nói rằng là sao không nhìn thấy quay lên mà đã đọc rồi. Đấy, thì có những lần đó thì cháu Lực không có ghi hình được các bác ạ. Thí dụ như cát này này, sau khi mà hoàn thiện ấy, sẽ có một số các bác nói rằng là không thấy ô tô chở vào xe nào mà tại sao lại có cát bằng này. Thì cái phần này các bác ạ, ngôi nhà này thì cháu Lực cũng đã tính lấy là bao nhiêu khối cát rồi. Thì bao giờ mà lấy đủ cái số vật liệu cho cháu Lực đủ cát đấy các bác, đủ cát thì ví như là thí dụ như ở chỗ này là bây giờ đang là 7 khối thì chẳng hạn các bác ạ, một xe thì sẽ 7 khối thì tương đương với tầm độ 3 đến 4 xe. Có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Thế Mạnh là ở cùng ông hay là lại đi với chú? Đi với chú. Đi với chú à? Thế tối nay ngủ với chú thì có đòi về không? Không. Không à? Tối hôm qua thì không có đòi về các bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã điện cho ông rồi, nói rằng là tối nay là Mạnh sẽ lại lên ở nhà cháu Lực nữa. Thì ông ở nhà một mình nhá, và thế ông.
Đây, một tí nữa ông gọi điện cho Mạnh, gọi điện cho ông nhá. Ừ. Gọi điện cho ông nói là đang ở nhà chú Lực nhá. Ừ. Rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Mạnh khách tay chào tạm biệt các bà nào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye các ông bà. Rồi. À nói con chúc các ông bà sức khỏe nào. Con chúc các ông các bà sức khỏe. Rồi, cảm ơn các ông các bà. Cảm ơn các ông các bà. Đã giúp đỡ con với ông. Đã giúp đỡ con với ông. Làm nhà. Làm nhà. Rồi, con yêu các ông bà ở đấy. Con yêu các ông bà. À, hôm qua chú dạy là không được nói chuyện xong gái như này mà. Có bị ngứa đâu, quen tật rồi đấy cô bác. Lúc nào mà nói chuyện cứ gái ở mặt này này.